Đi làm bông hoa dẹp lép luôn rồi hả? Mình xin bỏ cái này vô nè. Con làm dẹp dẹp giống vậy nè, nó tràn ra ngoài vậy nè. Mình bỏ trứng sữa vô được. Con kéo nó dẹp 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 ra đây nè, nó tràn cái bánh ra ngoài vậy nè. Kéo nó lên, kéo cái bột tràn ra ngoài này nè. Ở ngoài luôn hả? Tràn ra vậy nè là mình có chỗ để mình bỏ trứng sữa. Nhớ như con à. À. Giống như con làm. Thêm nữa con, thêm chút xíu nữa đi. Ít vậy. Là nó giúp xíu mà. Thêm đi con, thêm nữa, thêm nữa. Đúng rồi. Thấy bên kia ít quá kìa. Anh hai đổ qua cái ly đó cho em. Cái bánh này kìa, ít qua ít đó, bỏ thêm đi nè. Ngồi xuống làm. Con thích xem. Stand. Không sao, không sao. Lấy cái muỗng múc ra bớt. Rồi con đổ đi, con đổ cái khác đi. Anh hai làm gì có vẻ dư trứng sữa rồi, mình thiếu bánh. Ủa sao làm gì đi vậy? Làm gì con? Thêm đi. Cái này ít quá nè. Cái này nữa. You can order that. Testing. Con lấy cái giấy ra. Ừ, rip nữa hả? Ừ. Okay, nó hard. Còn nóng không con? Cái này với anh Minh làm nè, đẹp quá ta. Nhỏ. Nhỏ. Chị mẹ cũng vậy mà. Ba mua cái stuff, mẹ bỏ cái này. Anh hai làm cái này với mẹ. Như con bọc porn nó vô. Anh hai làm trứng, làm sữa nè. Rồi anh hai cắn bánh nè. Anh hai bỏ vô nè, anh hai làm nhiều lắm. Tôi đang quay phim mà cô gái bỏ chân lên vậy. Bỏ chân xuống. Ngon. Ngon không con? Có gì taste cái bread thôi ạ. Chưa ăn trứng hả? Dạ. Ngon không? Dạ ngon, nó nóng. Nóng quá hả? Anh hai làm ngon quá ta. Hai làm ngon quá ta. Yes. You should taste it. Thành phẩm của bạn Minh và bạn Khê đi. Bữa nay bánh làm lần đầu tiên nên nó vỏ dày quá. Nhưng mà giống cái bông hoa cũng dễ thương đi ha. Nè. Đó. Cái one chỉ có cái wrapper thôi. Bàn hết rồi.